Thường thì rất nhiều chứ, tại trên xe nó đủ thứ chuyện hết, tại đang trong cái lúc thập tử nhất sinh rồi. Thì cũng có một cái trường hợp như là cái ca mà chuyển viện từ Bến Đảo Thành An mà chuyển về Cần Giờ, đó là cái ca mà thai ngoài tử cung đó, rồi bắt đầu mới chuyển qua bên Cần Giờ, xong rồi chuyển điện phố luôn. Đó là trong đêm, đêm xe tới bến đò đậu đó, cano bên Thành An đưa qua trong bóc lên xe chuyển về bệnh viện trung tâm y tế huyện, xong rồi chuyển thẳng thành phố luôn. Người nhà của bệnh nhân trong những lúc này đó rất là rối. Đôi khi là có những người họ sẽ không kìm chế được cảm xúc. Thì không biết là trong số những cái ca mà anh đã vận chuyển đi á, có những trường hợp nào như vậy không ạ? Không, tức là bà con cũng biết mình là từ thiện chứ không phải là dịch vụ, cho nên bà con cứ thông cảm, thì cứ ráng đi tới đâu hay tới đó. Và có cái câu chuyện nó rất là xúc động mà mình nhớ, nhưng mà mình thấy nó đã người đó đã mất rồi thì nó lại khó, nó bị như là nhồi máu cơ tim á, mà sùi một mép đó, cho nên là khi mình lên vừa lên tới nơi thì ở trên lầu thì phải kêu xuống, nó kêu xuống xong là phải bỏ lên xe, trong đó là gia đình trên xe nó khóc không à, thì la không, mình ráng mình chạy, mà chạy nó thôi phải ráng giữ bình tĩnh mà để mà chạy cho nó an toàn. Đưa qua tới nơi thì vừa sốc rồi vừa nhồi máu, rồi bên bệnh viện nó cũng làm đủ thứ chuyện không được, đêm đó phải trở về luôn. Mà nhà mình rất là gần đó chứ không phải là xa, nên xe lên ngay bốc đi liền, mà cuối cùng ra cũng không xong, rồi buồn lắm chứ, rất là buồn. Những lúc mà muốn khóc không chứ mà sao mình cũng nén lại chứ biết sao, thì cái giờ vàng mình đã qua, nó hút cái giờ vàng của người ta rồi, thôi chịu.